Xin chào các bạn, đây là bản tin của S News vào ngày 18 tháng 4 và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Mới đây, người dân thủ đô đã không ngừng bàn tán xôn xao trước thông tin 600 căn biệt thự cũ ở khu vực phố cổ Hà Nội hiện đang được giao bán. Đây là một trong những giải pháp về cơ chế chính sách được Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện để quản lý sử dụng các biệt thự công được xây dựng từ trước năm 1954. Hầu hết những căn nhà này đều rất đắt đỏ, nằm ở quận trung tâm và được biết đến là tấc đất tấc vàng. Nổi bật trong số đó là căn biệt thự được giao bán với giá là 165 tỷ đồng nằm ở giữa thủ đô Hà Nội. Bên trong căn nhà có 7 phòng ngủ được thiết kế theo phong cách Pháp, đồ nội thất đều là thứ có giá trị lớn cả về mặt tiền bạc lẫn lịch sử. Căn biệt thự này nằm trên phố Châu Long, Ba Đình, Hà Nội. Trước đó vào năm 2021, căn nhà đã được giao bán nhiều trên một website chuyên mua bán nhà đất. Căn nhà có diện tích là 320m², mặt tiền 11m, mỗi mét vuông có giá hơn nửa tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội từng đánh giá đây là một trong những căn nhà cổ đẹp và nguyên vẹn nhất thành phố. Vì vậy, suốt một thời gian dài vừa qua, nó đã được bảo tồn và giữ gìn như một tác phẩm nghệ thuật. Không chỉ sở hữu lối kiến trúc đậm chất Pháp, căn biệt thự còn nằm tại vị trí rất đắc địa, đó là giữa thủ đô Hà Nội, sát ngay hồ Trúc Bạch, chợ Đồng Xuân. Căn nhà cũng từng được thuê làm địa điểm kinh doanh ăn uống trong một thời gian dài. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên nhà hàng tại nơi đây đã phải dừng hoạt động. Hiện tại, hơn 600 căn biệt thự cũ đang được Hà Nội giao bán đều có giá trị lịch sử lớn giống như căn nhà này. Đa số các biệt thự đều có tuổi thọ trên 100 năm, nhiều nơi không được sửa chữa, bảo trì thường xuyên nên đã dần xuống cấp và hư hỏng nặng. Tuy nhiên, cũng có một số căn được bảo tồn rất tốt, hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tại, việc giao bán vẫn đang được thành phố Hà Nội triển khai và thực hiện, còn người dân thì cũng đặc biệt quan tâm đến thông tin về những căn biệt thự cổ này. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc, chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên các bản tin của S News.